Hello, Tại Nhân Vui xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có dịp về quê các bạn, thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái vườn thanh long rất là lớn luôn các bạn. Vườn thanh long này á là có diện tích khoảng hơn 10 công đất các bạn. Thì sẵn đây mình có dịp thì mình sẽ quay một cái video ngắn thôi, giới thiệu cho bạn về cái vườn thanh long này nha các bạn. Đây là cái vườn thanh long đang cho trái rất là nhiều luôn mọi người ơi. Này, mọi người thấy không? Trái thanh long á bây giờ là xanh hết trơn à. Hiện tại á, thanh long chưa có chín nhưng mà trái rất là nhiều luôn. Đây là trái thanh long non nè. Người ta khi thanh long á các bạn mà đã cho trái rồi á là người ta sẽ bứt bỏ cái đuôi của trái thanh long. Cho nên cái trái thanh long á là cái đuôi nó bị đen như nè, là tại vì bị bứt bỏ các bạn, cho trái nó phát triển mà người ta bỏ cái đuôi luôn. Đây còn đây là cái búp thanh long này, mọi người thấy không đó, cái búp thanh long mà nó sẽ hình thành cái trái nó sẽ như thế này. Hiện tại bây giờ á là thanh long là rất có giá luôn mọi người ơi. Nếu mà tính ra mà thanh long mà lựa là bán 60.000 một ký á. Đây là thanh long ruột đỏ nha, đây là giống thanh long ruột đỏ bán rất có giá luôn. Cho nên á nếu mà trồng thanh long á là thu nhập rất là cao luôn. Đây là một cái bông thanh long chưa nở nè, mọi người thấy không? Đây là một cái bông thanh long, nó cái bông thanh long nó hình thành như thế này nè đó. Khi mà cái bông này nó bự hơn xíu nữa là người ta sẽ bứt ngang đây nè các bạn, người ta sẽ bứt ngang đây, người ta bỏ cái đuôi, người ta chừa cái trái thôi đó. Nè, bông thanh long nó tàn rồi nè các bạn. Nè mình sẽ cố gắng mình gỡ cái bông này ra luôn, mình cho các bạn coi ở bên trong cái nhụy là như thế nào nha. Đây là cái nhụy thanh long đó. Kiểu giống như là rau của trái bắp vậy mọi người. Cái nhụy thanh long giống như rau bắp vậy đó. Bông thanh long á là nếu mà nó nở xẹ luôn á là rất đẹp luôn. Để mình cố gắng mình kiếm một cái bông thanh long nào mà nó đang nở xòe cho mọi người xem nha. Đây cũng là một cây thanh long mà có rất nhiều trái và rất nhiều bông luôn nè. Nhưng mà cái bông nó nở không xòe nữa. Có thể là hiện tại bây giờ là chiều tối rồi các bạn ơi, cho nên cái bông thanh long nó bị cúp xuống. Thường ban ngày thì nó hướng lên, nó đón bình minh này kia khác kiểu. Cái bông nó hướng lên rất là đẹp luôn. Nó mọi người thấy không? Nhìn y chang như một cái đốm lửa. Đây là cái vườn thanh long là khoảng 2 năm tuổi thôi mọi người ơi. Vườn thanh long này là khoảng 2 năm tuổi thôi. Nhưng mà năng suất rất là cao luôn. Mình đứng giữa vườn luôn nè. Là mọi người thấy là hầu như là cây thanh long nào cũng có trái rất là nhiều luôn. Ví dụ như cây này đi. 2, 4, 6, 8. 10 mấy trái. Một cây thanh long là 10 mấy trái. Ở một lần sau này người ta trồng thanh long á các bạn, là người ta muốn cho trái á là người ta sẽ xông đèn, là người ta sẽ bật đèn cho nó sáng đêm luôn để cho thanh long nó kết nụ và nó ra hoa. Tại vì cây thanh long á, vì cái đặc tính sinh học của nó các bạn, là một cây ngày dài, có nghĩa là nó sẽ trổ bông vào thời điểm mà mặt trời mọc liên tục dài hơn mọi ngày thường. Bởi vậy người ta trồng thanh long á là người ta sẽ xông đèn. Việc xông đèn giống như là một tạo một cái mặt trời nhân tạo cho cây thanh long nó đâm nụ vậy các bạn. Cho nên nếu mà vào ngay dịp xông đèn á các bạn, là nhìn những vườn thanh long là sáng rực luôn, rất là đẹp luôn. Thanh long á thì nhắc đến thanh long á thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Bình Thuận, tại vì vùng Bình Thuận á là trồng thanh long rất là nhiều luôn, là cái nôi thanh long của Việt Nam mình luôn. Nhưng hiện tại bây giờ á là thanh long ruột đỏ các bạn là có ở khắp miền Tây mình luôn rồi. Một số tỉnh trồng thanh long rất là nhiều luôn, ví dụ như Tiền Giang nè, Long An nè,
Trà Vinh hiện tại trồng hành nhân cũng rất là nhiều luôn các bạn, vì đây là cây cho thu nhập rất là cao luôn. Các bạn nghĩ xem, một trái thanh long là gần nửa ký, vậy là một ký thanh long khoảng 2-3 trái à. Nhưng một ký là nó có giá, nếu mà thanh long loại nhất nha, là nó có giá 60-70 ngàn một ký. Thì các bạn nghĩ xem, nếu một cái cây thanh long như thế này, 10 mấy trái, gần 20 trái, là tính ra là gần 10 kg. Một đợt xong là khoảng 10 kg, thì một cây thanh long là nó cho khoảng 500-600 ngàn rồi các bạn ơi. Mà một năm là thanh long nó có thể cho trái là từ 5-6 lần. Tại vì một đợt thanh long là khoảng hơn 2 tháng là đã kết thúc một đợt rồi, là người ta sẽ bẻ một đợt thanh long chính và tiếp tục xông đèn để mở một đợt thanh long mới nữa. Cho nên đó các bạn, một đợt thanh long là nó có hơn 2 tháng mà một năm thì tính ra là có 5 đợt thanh long 5-6 đợt. Cho nên hiện tại bây giờ rõ ràng cây thanh long là cây cho thu nhập rất cao ở địa phương của mình luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không, đây là vườn thanh long rất là nhiều trái luôn, mình đi vòng vòng mà đi hoài không giáp luôn đó các bạn đó. Thì bữa nay có dịp về thì mình quay một cái video ngắn thôi, giới thiệu về cái vườn thanh long này cho các bạn xem. Các bạn thấy như thế nào? Đây là một cây có giá trị kinh tế rất là cao, thứ nhất. Thứ hai, cây thanh long là công chăm sóc cũng khá là vất vả nha các bạn, chứ không phải là mình muốn kiếm tiền là có được đâu. Chăm sóc thanh long rất vất vả, nhưng mà nếu mà tại vì ở quê mà nếu có nhân công này kia thì mình chăm sóc thoải mái thôi, không có gì hết trơn. Đây là trái thanh long nếu mà trái như thế này các bạn, là khoảng hơn một tháng nữa là mình có thể bẻ được rồi, là thanh long nó sẽ chín và mình có thể bẻ được. Và nếu muốn có thanh long loại nhất các bạn, là bắt đầu mình sẽ vuốt cái tai thanh long nè, ngay trước mặt các bạn là cái này người ta gọi là cái tai của thanh long, là mình sẽ dùng thuốc mình vuốt cho cái tai nó cong và nó thẳng như thế này. Nói các bạn thấy không, những cái tai thanh long ở đây đều cong thẳng và xanh. Khi trái thanh long chín là cái tai thanh long này vẫn còn màu xanh nha các bạn. Đó là một cái chuyện người ta làm để có được thanh long loại nhất là một như vậy. Thanh long ruột đỏ, da màu đỏ, nhưng mà cái tai vẫn còn xanh luôn nha các bạn. Đó, vậy thôi. Mình giới thiệu đôi nét về cây thanh long như thế này thì không biết, có thể là không có đầy đủ, nhưng mà hy vọng các bạn có thể hiểu xíu xíu về cây thanh long nha các bạn. Thôi thì video của mình chỉ có thế thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của mình. Thì các bạn hãy để lại comment bên dưới nha, về cái cây thanh long cũng như về cái kênh YouTube Trải Nghiệm Vui Channel của mình nha các bạn. Đến đây thì có lẽ mình xin kết thúc video. Chào tạm biệt mọi người nha.